của nghệ sĩ Văn Cường, chúng tôi mời quý vị đến với trích đoạn Lưu Kim Đính Chiều Phù với phần góp mặt của Vũ Hải. Kính thưa quý vị, với sự góp mặt chào mừng của trích đoạn Lưu Kim Đính Chiều Phù, mời quý vị cùng gặp gỡ với hai nghệ sĩ Vũ Hải và nữ nghệ sĩ Hà Mỹ Anh. Giải ba ngôi sao nói làm lại ha. Thưa quý vị, trích đoạn Lưu Kim Đính Chiêu Phu, quý vị buông đũa chuẩn bị vỗ tay nha, với sự góp mặt của hai nghệ sĩ Vũ Hải, Hà Mỹ Anh. Giải ba sao nối ngôi, một tràng pháo tay nồng nhiệt. Đã ba ngày ta thoát khỏi thành môn, hơn dặm ngàn đạp tuyết dầm sương hà. Lòng chi quyết thò châu thành dài gia, cứu gia gia nào há sờn gan. Sông ta sang non ngàn chia ba nẻo, giữa đường xa tìm đến cứu viên ở đường lạ này. Bia chi đó đỏ dựng ở dọc đàn, có ghi rõ mấy hàng. Ta dừng lại xem qua cho biết. Thì ra nơi đây cũng ghi mấy bài thơ tứ tuyệt. Bài thứ nhất là sông Tả Sang có một phụng hoàng, ai hay giỡn cặp đau thương. Có tài ai muốn ra kình thử, thắng được thưởng tiền lại kinh nhường. Còn bài thứ hai ghi là có tài mới dám địch cùng ta, yếu đuối xích đừng ráng sức đa, rủi có phạm nhầm e bỏ mạng, nơi đây không thuốc dịch và thoa. Còn bài thứ ba ghi là văn sĩ đái võ đao, nhân dương gia nhị điểm, định thượng hữu quỳnh kim, sông Tả Sang tài nữ. Thì ra con nhỏ này chiếc tự thành tên đây mà. Thì ra nó tên là Lưu Kim Đính. Ngụ ý ba bài thơ ngạo đó, nó khinh khi không có anh hùng. Con gái gì mà phận liễu bộ không giữ vẹn chữ tùng, đem son phấn hồng treo ghẹo khách. Nó bán giả con hổ nhà Thanh Bạch, khoe tài sao hội tiếng thị phi. Ô ta phá cho rồi để đó làm chi, làm như thế mới cứu dòng họ nó khỏi bị thị phi dưới thế à. Người anh dùng tâm hồn em chuyến sao, hỡi anh kia anh tới nào thiếu gì kẻ trao tình duyên, sao xí cô anh hùng ngược đời, chỉ chiêu phụ cho chồng bằng lời. Nước người thấy nữ ngượng ngùng ô danh. Nha, người kia, người tên họ là chi, quê quán ở đây đâu, tại sao dám xếp thượng sông tả sang độc bụng? Nè, muốn biết tên của ta phải à, thì hãy gò thương ngựa cho thật vững mà nghe nè. Như ta đây là Cao Gia Quân Bảo, hiền đẹp cưng yêu của Tống Triệu Dương đó, biết chưa? Chàng nói sao? Chàng báo chàng là Cao Quân Bảo à? Phải. Nè, chàng có biết chàng như vậy là chàng ỷ thị lắm không? Sao? Ỷ thị à? Phải không? Ta nói cho nàng được biết, dù ta có ngang tàn hay là ỷ thị thì nàng dám làm chi được ta chứ. Nghe tiếng đó trêu gan, ta đánh cho chàng biết mặt. Sao? Đánh cho biết mặt à? Phải. Được, nàng giữ vẹn minh giang, kẻo thủ rơi lạc hạ. Được, vậy thì vẫn đấu kim thương. Quần đua mũi bạc à? Hey. Thế nào, đánh đúng không? Mời nè. Rồi. Nè, toàn thân chưa đậm ướt mà công tử Tống Trào đã hạ mã rơi thương. Đừng vội khinh lần thách má hường, tài nhi nữ cũng ngang hàng trang nam tử. Nè Lưu Kim Đính, ta sơ ý bị nàng bắt giữ, đấng anh hùng giảng tử hà từ, thà chết dinh còn hơn sống chia cho hổ ngươi. Nè, nàng nghe ta nói nè, nếu để gì ta còn sống thì nàng lỡ người lỡ khóc đã biết chưa? Nè, Cao công tử, nghe Lưu Kim Đính có đôi lời phong cao. Thế nào? Cao công tử à, ta nói cho nàng biết, bắt được giặc giết đi chứ để chữ tử sanh kim cổ thuyền đề, chính suối nước về dương gian không thèm ở, giết ta đi. Cùng ai sanh duyên châu trần thì hãy đi có cao sanh soi dùm, một lòng tròn duyên chẳng phải tâm đông. Coi kìa Lưu nương, ta đã hứa một lời như thiết thạch, sao nàng còn bắt ta phải giặt đất chỉ trời là sao vậy Lưu nương? Tại vì buổi sơ giao sợ ai chẳng thật lời, nên lòng lo sợ trọn đời chẳng chung kết. Nhưng mà ta nói cho nàng nghe nè, từ đó tới giờ ta không biết thề là cái gì đâu á. Không biết thề là cái gì hả? Phải. Nhưng mà chàng thề đi, em cũng là phận gái, mai rủi cũng một lần, chàng thề thì em có tin dạ? Thôi được nè, nghe ta thề nè, nếu mai sau phụ rể ân tình thì thề cho. Cho sao? Thì cho. Cho sao nè? Biết thề cái gì bây giờ? Thì thề cho. Cho làm sao? thì cho cao quân bạo tự du đao kiếm. Lời thề đã chất độc dẫn cảm xúc. Kìa Lưu Nương, Cao Lan ơi, nghe lời đó tâm hồn sao xuyên, biết lý tình lưu luyến chẳng rời xa. Sao nè Cao Lan, lìa sông ta ghi nhớ nhà lòng, giờ quân bảo sẽ cứ thật lòng, giữ tâm đồng em ước hẹn trùng lai. Lưu Nương mặt ngó trong ai chia biệt, hôm nay tất giả ai hoài chia tay, xin hẹn một ngày cao trầu sẽ duyên hài. Tận chốn xa xăm không cùng bạn đồng tâm dung dài, sông tả sang tính hướng lời cao cả, đoạn trung trinh lưu nữ há phai lòng. Lưu Nương, Lưu Nương ơi, trăng sáng sông tà sang ta nhờ trăng chứng minh lời hai thề. Thạch đài kia dầu hao mòn theo tháng năm dầu dai, nhưng lòng ta vẫn trọn tình chung cùng người con gái vẹn chung tờ hồng. Nàng ta khắc ghi dù dân thân dòng bình lừa, lòng xót không phai chờ đón ai đau hẹn ngày mai. Xin chớ quên câu trùng lại, chờ lại năm tháng dầu dài, em hứa sai và lòng ai người thương núi xa dòng về. Lưu Nương lướt sóng băng ngàn chân thân bụi hồng tìm chồng muôn phương. Ôi cao quý thay tấm lòng nàng con gái, trọn thề câu thề hại buổi ban đầu. Dế dầu chưa cành bể nhau. Bắt đầu chương trình ha. Hai lần chào. Thưa quý vị, và trên sân khấu bây giờ đó là dàn nhạc của Văn Cường, bầu show Ca Cổ Để Đời. Xin mời quý vị hãy chào đón một tràng pháo tay nồng nhiệt cho nhạc sĩ Thành Vinh, organ cổ tân đều được. Vô nhạc luôn đi anh, 2, 3, có chưa? Tiếp theo nữa là xin mời quý vị gặp Đờn Kìm, người trữ tình lãng mạn thì gọi là đàn nguyệt. Một tràng pháo tay với nghệ sĩ nhạc sĩ Hồ Kiếp. Thử đờn đi anh, đó, có tiếng chưa? Rồi. Dạ mời quý vị cùng gặp gỡ tiếp theo, đó là đàn tranh nghệ sĩ Thanh Tài. Thưa quý vị, chúng tôi cũng giới thiệu đến quý vị nghệ sĩ. Thưa quý vị, nhân vật chính trưởng ban tổ chức của chương trình, xin mời quý vị cùng gặp gỡ Văn Cường, nghệ sĩ, nhạc sĩ Kim Bầu show Ca Cổ Để Đời của kênh YouTube đáng yêu. Xin mời anh bước lên sân khấu ạ. Số 10 ngày 12 âm lịch tháng 8 là ngày giỗ tổ của ngành sân khấu, thì anh tổ chức vào ngày mùng 2. Và hôm nay cũng như thường lệ, mùng 2 của năm 2024 này, của tháng 8 âm lịch, Quý vị đã có mặt đông đủ một tràng pháo tay nồng nhiệt để chúc sức khỏe quý vị, những người yêu nhạc, những người sống với âm nhạc và những người mê đàn ca tài tử cải lương. Có lẽ rất vinh dự để một bữa tiệc cực kỳ đầm ấm và thân mật này để tổ chức. Và quý vị biết không, sáng nay mưa cực kỳ to, mưa lớn lắm luôn ở khắp mọi nơi. Vậy mà quý vị có mặt đông đủ một tràng pháo tay nữa, vượt mưa gió đến đây có mặt hôm nay. Rồi, thưa quý vị, trong cái phần ngày hôm nay thì có lẽ khi mà mời mọi người đến đây, không biết anh có nói chưa? Anh nói anh Thanh Bạch ơi, trên kênh của em á, người ta rất là thích, nhất là các bạn nhiều lứa tuổi lên Bạch, coi như là già trẻ bé lớn đều đăng ký học đờn. Rồi em thấy em cũng xốn sang cái nghề mình biết, mà bây giờ mình đi diễn nhiều, không biết mình có thời gian mình chia sẻ hay không. Thì rốt cuộc hỏi những vị tiền bối, thì những vị tiền bối nói em phải trả ơn những người thầy của em bằng cách em truyền nghề lại cho thế hệ sau, cho những người yêu đờn ca tài tử. Vì lý do đó cho nên phải có mặt ngày hôm nay mới được anh Thanh Bạch ơi. Rồi, anh Thanh Bạch có mặt em ơi, và cho một tràng pháo tay để chúng ta có sự hội ngộ đủ duyên và thật là bất ngờ. Xin mời phần phát biểu khai mạc của bầu show Văn Cường. Vỗ tay to hơn nữa đi quý vị. Anh Bạch làm em hồi hộp quá. Anh cố ý mà em. Quý vị vỗ tay thêm mới chịu á. Thật ra thì Văn Cường trước hết là cũng cảm ơn ban chỗ lãnh đạo của khu phố 7, chú Thắng với anh Dũng với chỗ chú Hùng. Với cái thứ hai nữa là cũng cảm ơn có sự góp mặt của siêu mẫu anh Thanh Bạch và anh Nguyễn Kha và tất cả mấy anh em. Trong khi đó là đặc biệt là có anh Quỳnh Thảo, giám đốc công ty Hoạt Cổ Chi. Từ Cổ Chi về đây, tiệc nào ảnh cũng về đây để ảnh rất là thương Văn Cường, rất là quý. Dạ. Với cái thứ hai nữa là theo thường lệ thì em cũng năm nay em cũng tổ chức trước, từ đây trở về sau em cũng tổ chức là mùng 2 tháng 8 hàng năm. Vào đúng ngày này em sẽ tổ chức cúng tổ, tổ cái lương cúng trước để mời mấy anh em về chung vui ngày dỗ tổ tri ân. Trong khi đó thì Văn Cường cũng thành kính là cảm ơn một người thầy vĩ đại cao nhất của đối với Văn Cường là thầy danh cầm nhạc sĩ Văn Hải. Trong thời gian qua Văn Cường đã cũng học được sư phụ 8 năm. Sư phụ đã vì căn bệnh ngặt nghèo đã qua đời. Nay Văn Cường cũng xin hết mình, cũng gọi là phấn đấu hết mình, có nhiêu đạt được nhiêu, và có những thành quả nào thì mấy anh em có nhu cầu học Văn Cường sẽ truyền đạt lại. Bên cạnh xin chân thành cảm ơn anh Thanh Bạch rất nhiều. Thưa quý vị, có những người học trò học còn dang dở của sư phụ, của anh Hạc Sải, nhưng mà quan trọng là có các nghệ sĩ tham gia ở đây thì bây giờ ai sẽ lên để dâng lên tổ một khúc nhạc, một bài ca nào đó. Xin mời Văn Cường giới thiệu dùm anh Bạch ạ. Trước mắt thì em xin mời Phương Thí. Phương Thí bông lúa vàng. Không phải hát bất kỳ bài nào để dâng lên tổ chứ, hát không phải hát bài tổ, hát cải lương mình á, hát cải lương, hát những bài em hay biểu diễn mà được người ta vỗ tay nhiều á. Bây giờ em mới không hát bài tổ mới không chứng đó. Quý vị vỗ tay mạnh lên đi quý vị ơi. Mình yêu nghề, yêu cầu là mình hát. Và quý vị biết không, hát hôm nay là không có cá xê đó quý vị, cho nên quý vị phải vỗ tay nhiều gấp đôi lên cho người hát đầu tiên, nó khó lắm quý vị. Vỗ tay đi, buông đũa xuống. Cảm ơn quý vị. Rồi. Thưa quý vị, mời quý vị thưởng thức bài tân cổ mang tên Sa Vắng. Và cũng cảm ơn anh Thanh Bạch và anh Cường đã giới thiệu em. Em hát dở nhất mà em hát trước nhất, để cho các bạn hát sau đó tự tin hơn. Và để mở đầu chương trình văn nghệ hôm nay, em sẽ gửi tới các anh các chị một bài tân cổ được mang tên Sa Vắng. Xin mời các anh các chị cùng thưởng thức ạ. Được rồi anh, được rồi anh, được rồi anh. Rồi quý vị ơi, người ca sĩ mà trong tuồng cải lương á, con gái á, thì thường gọi là Đào, còn con trai thì gọi là Kép. Bây giờ Đào hát rồi tới Kép được không quý vị? Đúng rồi, hợp lý đúng không? Cho một tràng pháo tay. Kép Tuấn Dương sẽ tiếp nối chương trình hôm nay, mời em. Dạ vâng, thì hôm nay cũng là ngày giỗ tổ tại nhà nhạc sĩ Văn Cường, thì Tuấn Dương cũng xin chúc cho tất cả cô chú chị em nghệ sĩ của chúng ta luôn được mạnh khỏe và luôn được gặt hái thành công trong công việc. Và để tiếp nối trong trình ngày hôm nay thì cho phép em gửi tặng quý vị ba câu trong bài hát được mang tên Phạm Lãi Biệt Tây Thi. Xin mời quý vị cùng nghe. chơi khuya thuyền trôi nước trong sương mơ, đôi trao mấy lời từng dòng châu xa, đường về thăm anh đời đôi ngã bóng vi ngày về ôi mắt quen lệ mờ, giọt sầu rưng rưng dưới sương khuya lạnh lùng, sông biết lên đây con thuyền lướt sóng chung ngô ba em ở anh về Tây Thi ơi rồi đây chữ la thôn mây nước sẽ điều hiểu vì người đẹp không bao giờ trở lại, chữ la nhắn bóng em rồi người yêu đâu nữa mong đời tìm ta. Dạ thì xin được cảm ơn sẽ lắng nghe những cảnh hoa quý vị. Thưa quý vị và chương trình được tiếp nối, mời quý vị cùng thưởng thức giọng hát của nam nghệ sĩ Nguyễn Kha sẽ tiếp nối chương trình. Mời em lên để cùng con đường, ngày hôm nay là ngày giỗ tổ, thật tuyệt vời khi nghệ sĩ mình có cơ hội gặp nhau. Đường xa vàng dầm nên thân, nhân ngày giỗ tổ bên nhau chúc mừng. Dạ hết rồi, xin cảm ơn. Em cảm ơn anh Thanh Bạch rất là nhiều. Em rất là ganh tị với sắc đẹp của anh á. Anh quá trẻ luôn, quá đẹp luôn quý vị. Và lời nở đầu tiên Nguyễn Kha xin phép gửi đến lời chào đến tất cả cô chú, các anh chị và các bạn với các em với lời chào thân thương và trân trọng nhất. Hôm nay là ngày giỗ tổ, em Văn Cường có mời Nguyễn Kha đến, nhưng mà vì sức khỏe cũng rất là hạn hẹp, nhưng mà vì tình cảm cho nên cố gắng hết sức. Trước hết là để đến đây dâng cho tổ một nén hương, và cũng xin thầm cầu nguyện tổ nghiệp độ cho tất cả các anh em ca nghệ sĩ nói chung và cũng như là ngành sân khấu nói riêng được thứ nhất là được nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài, nhiều show, được nhiều khán giả thương mến. Và đặc biệt quý vị có mặt buổi trưa tiệc hôm nay được vui tươi hạnh phúc bên những người thân yêu nhất của mình. Và cảm ơn rất nhiều. Hôm nay có em trai Quy Sang, cho nên Nguyễn Kha thì rất là thương em trai Quy Sang. Mời Quy Sang lên sân khấu ạ. Em có đôi lời nói với quý vị ở đây rồi hai anh em mình quất. Dạ, lời đầu tiên cho Sang xin chúc tất cả anh em nghệ sĩ, cô chú, anh chị ở đây có một ngày giỗ tổ thật là thành công và hạnh phúc bên người yêu thương. Xin chúc cho anh Cường và ban nhạc có một ngày giỗ tổ đông đầy và hạnh phúc bên nhau ạ. Và sau đây thì quý vị cũng biết rồi, Nguyễn Kha thì cũng được khán giả biết đến cách đây cũng rất là lâu, mới có 18 năm thôi. Nhưng mà mỗi khi mà nhắc đến Nguyễn Kha thì chắc có lẽ là ông bà, cô bác cũng như tất cả quý vị mọi miền đất nước biết đến bài hát đó là Anh Trai Miền Nam Phải Lòng Cô Gái Bắc Mùa Hoa Đào, một sáng tác Việt Sơn. Bởi vì cùng nghe Nguyễn Kha và Quy Sang trình bày. Cũng xin dâng lên tổ nghiệp bài hát rất là được khán giả thương mến Nguyễn Kha, cho nên con sẽ hát mở màn bài này để gửi đến cho tổ như tất cả quý vị ở đây. Xin cảm ơn rất nhiều. Cứ tự nhiên cái này mình giao lưu không sao hết, có gì chỗ nào hỏng thuộc đá lâm nheo qua anh vớt dùm cho. Sang xuân Xin cảm ơn. Em ơi, Sang ơi, có người hỏi anh nếu mà mời em đi show thì em có đi không? Tại thấy em hát hay quá. Nếu mà trên đài phát thanh hai người cùng hát thì hỏi ai là nghệ sĩ chắc cũng khó phân biệt lắm. Vậy là chúc mừng em nha, em có một sư phụ đã đào tạo thành công rồi. Thưa quý vị, vừa rồi là phần hát của hai thầy trò. Anh Sang đã rất là mê và đã yêu đến mức mà hát hay đến như vậy quý vị ha. Có nghĩa là trong mỗi người chúng ta khả năng nghệ thuật ai cũng có, nhưng quan trọng là có môi trường để phát triển hay không. Đó, bây giờ quý vị nào yêu mà chưa dám thể hiện, hãy đăng ký với chương trình nha, với anh Dương của chúng tôi nha, với Tuấn Dương nha, để tham gia cùng với các nghệ sĩ của chúng ta. Xin cảm ơn quý vị. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Để liên tục chương trình, Nguyễn Kha xin phép hát với một đứa em gái rất là tình cảm, nghệ nhân ưu tú Lương Hồng Huệ, cho tràng pháo tay. Dạ thưa quý vị, thì ở đây chúng tôi cũng xin chào đón anh Hai Liêm đến từ Bình Dương, công ty giao thông vận tải. Anh Liêm ơi, anh có hát, anh đăng ký với lại bà xã của anh Cường nha anh Liêm. Dạ rồi, xin mời. Xong ca bài gì vậy cưng? Thưa quý vị, tiếp nối chương trình bài Tân Cổ Giao Duyên được mang tên Tìm Em Nơi Đâu. Quý vị tìm phụ nha. Cho một tràng pháo tay để cổ vũ đi quý vị. Dạ vâng, lời nói đầu tiên cho phép Lương Hồng Huệ xin được gửi đến toàn thể quý vị có mặt trong buổi giỗ tổ của nhà nhạc sĩ Văn Cường ngày hôm nay. Lời chúc bình an, lời chào thân thương và trân trọng nhất. Và Lương Hồng Huệ cũng xin được tri ân tổ nghiệp đã phù hộ cho tất cả các anh em nghệ sĩ lúc nào cũng mạnh khỏe và hạnh phúc, làm ăn phát tài. Xin cảm ơn. Kỳ Thi, anh Dũng, tại sao em đến đây? Em đến đây là để gặp anh một lần, rồi em sẽ theo chồng. Em hãy về đi, em hãy về. Trời ơi, tình mãi mãi mơ nhớ, nhưng có ngờ đâu định. Chết nay còn đâu, tình mình đã chết theo mộng ban đầu. Lời nào người nói đi rồi nhé thôi, giờ thì ai cũng không còn đó. Mộng này đã chết nay còn đâu. Thôi Rồi đây anh sẽ hiểu và yêu thương em nhiều hơn nữa. Đừng khóc chi em, thôi buồn chi em. Mình trai ngang nên mình lỡ duyên tình, thì thôi một lần nữa Nguyễn Kha và Lương Hồng Huệ xin cảm ơn quý vị rất nhiều và cảm ơn rất nhiều. Dạ. Thưa quý vị thấy tất cả chủ đề những bài hát mà chúng ta thường nghe đó là những chuyện tình dang dở, và bên cạnh những chuyện tình dang dở cũng có những bài thơ về dở dang. Bài thơ nổi tiếng của TTKH thời tự lực văn đoàn, thời dòng văn học lãng mạn có nói rằng: nếu biết rằng tôi đã có chồng, trời ơi người ấy có buồn không, có còn nghĩ tới loài hoa vỡ, tựa trái tim phai, tựa máu hồng. Vì cái người yêu ở quá xa, cổ không có thể thông báo có điện thoại hay nhắn tin như bây giờ được, cho nên cổ than như thế và cổ gửi tấm lòng của mình vào trong bài thơ và ký tên là TTKH. Thế người ta không biết TTKH là cô Kim Hồng hay cái tên nào cũng không biết, nhưng mà cái tên TTKH nó đi vào lịch sử âm nhạc, lịch sử văn thơ của nước nhà. Bây giờ quý vị sẽ nghe phần tiếp nối của chuyện tình TTKH như thế nào ha. Dạ, xin mời anh Vinh ạ. rằng em đã có chồng. Anh về uống cạn nước dòng sông để cho thuyền cưới không qua được, cho kẻ sáng ăn khỏi lấy chồng. Vỗ tay. Tại vì nhà cổ ở ngay bên sông, quyết định là nếu bây giờ, ngày xưa thì hay rước dâu, chắc chắn là phải bằng thuyền, cho nên ảnh đòi uống cạn nước dòng sông, bụng nào chứa cho hết. Ảnh nghĩ tìm cách khác ngay ngày cưới mới làm cho xong, cho nên ảnh phải tiếp tục rằng nếu biết rằng em đã có chồng, anh về bắt vịt nhỏ sạc lông, tiếc anh làm dài dạy ba đĩa, mượn rượu cho tôi vết thương lòng. Rồi xong, quý vị nào từng thất tình uống rượu giơ tay lên. Đó, thấy chưa, tôi biết mà, quên sầu quên buồn. Nhưng mà tan rượu rồi thì nó còn lại cái gì? Nó còn lại sự nhức đầu, cho nên phải nghĩ tiếp thôi. Anh mới hát tiếp như thế này. Nếu biết rằng em đã có chồng, anh theo quậy đêm mới là ngốc, chồng em ghen quá đòi ly, lúc đó tình ta lại mặn nồng. Rồi xong, được không quý vị? Cô đó ngồi rầu quá, sợ ông này ông làm cái chuyện gì ghê gớm, cô mới hát rằng tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời, ái ân nhạt nhẽo của chồng tôi, và từng thu chết, từng thu chết vẫn giấu trong tim bóng một người. Nếu biết rằng em đã có chồng, anh về lấy vợ thế là xong, đời mai sau nữa con anh lớn, cưới lại con em để trả thù. Dạ hết rồi đó quý vị. Nhưng bài này nó dài lắm và còn nhiều nghệ sĩ lắm. Em xin mời anh Tuấn Dương lên đây tiếp tục chương trình với các nghệ sĩ tiếp theo ạ. Xin được cảm ơn MC Dương Giáng, Thanh Bạch. Và giờ đây cũng để tiếp nối trong chương trình ngày hôm nay thì cho phép Tuấn Dương xin được mời tiếng hát của nam nghệ sĩ Hoài Dương sẽ tiếp nối chương trình gửi tặng quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Nhân ngày chúng tổ xin mời anh một tràng pháo tay nhanh quý vị ơi. Lời nói đầu tiên thì Hoài Dương cũng xin gửi đến các anh em, đồng nghiệp, cũng như các anh, các chị và các bạn khán giả gần xa đã đến đây dự cái ngày giỗ tổ do nhạc sĩ Văn Cường tổ chức. Thì chắc có lẽ là để tiếp theo chương trình, bài hát này cứ mỗi lần cúng tổ là Hoài Dương hay hát để đáp tạ tấm chân tình của khán giả gần xa và anh em đã ủng hộ cho kênh Ca Cổ Để Đời, cũng như nhạc sĩ Văn Cường, những người bạn, những người em, đồng nghiệp, với một sáng tác của soạn giả nhân dân Diễn Châu, bài tân cụ được mang tên Sân Khấu Về Khuya. Và nhân ngày tổ nghiệp thì cũng xin chúc cho anh em nghệ sĩ thì được nhiều show ha. Rồi tất cả anh em YouTube cũng đã truyền tải những bài hát đến với khán giả gần xa cả nước và cả nước ngoài nữa. Xin chúc cho các anh, các chị và các bạn và các kênh YouTube của chúng ta quay những cái clip thật là hay, thật là dễ thương để gửi đến khán giả gần xa. Xin chúng ta hãy dành cho kênh Ca Cổ Để Đời và kênh của Trường Sơn Âm Thanh ha. Rồi những cái kênh YouTube rất là dễ thương. Và để tiếp theo xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức với bài tân cổ được mang tên Sân Khấu Về Khuya. Dây xề giùm em. Đâu rồi, từ từ, khoan, lối. Và để tiếp theo chương trình thì xin mời tiếng đàn của nhạc sĩ Văn Liêm lên đàn guitar ha. Rồi chút xíu mời Văn Hảo sao nghe. Chờ chút xíu. Chào nhạc sĩ Đức Mộng. Dạ rồi, mời anh lên. Rượu quá nghèo hả? Trời, trời em chút xíu, Anh Hiệu ơi, rót cho nó đầy lên coi. trái đất còn có lúc cũng gặp nhau, đêm giả biệt tất cả hãy cho tôi đi vào tâm khảm. Rồi mai đây trên đường xa hãy diện tiếng nhạc như còn quyền mãi hồn tôi. Cảm ơn Liêm đại gia ha. Khi cánh mang nhung đã khép lại rồi, đường về đơn bóng một mình bước chân ngăn thầm để khuya hiu hắt gửi sầu tâm tư. Cây kiếp con thầm còn dấu xanh nặng nở, tôi quên làm sao những tiếng nhà cùng đàn. Rồi mai này tôi có trở lại đây, nhưng đêm ý diện đã dần rồi khán giả ngồi chân quánh que ấp ấp giọt lệ sầu qua hai bức màn nhung. Rồi cảm ơn mấy chiến hữu anh em ha. Rồi bây giờ xin mời nhạc sĩ Văn Hảo lên đàn guitar các bạn bài nữa đi em. Ok, thể thao là yêu cầu của các chiến hữu anh em. Dạ bài này trong cũng bài ruột hả? Bài vọng cổ trong mang tên Rượu Quán Nghèo sẽ gửi đến các chiến hữu anh em và gửi tặng cho anh Tư hàng xóm của Văn Cường luôn ha. Rồi chiến hữu anh em. Kính thưa quý vị, nhân cơ hội này chúng tôi xin được chân thành cảm ơn chuông bạc vọng cổ Trịnh Ngọc Huyền đã gửi giỏ trái cây đến để cúng tổ tại nhà anh Văn Cường ngày hôm nay. Xin được chân thành cảm ơn Trịnh Ngọc Huyền, chuông bạc vọng cổ. Rồi xin gửi tặng cho anh Tư cũng như các chiến hữu của anh em ha. Cũng như anh Út Dĩ An. Đại ca ơi, đệ đã bắt đầu thèm, đã bắt đầu thèm rượu. Hiệu ơi, rót cho nó đầy đầy làm cái có Hiệu ơi. Đó, xin mời anh Tô Hiệu của tôi. Đó, vô bạn, vô anh. Anh Tư, giờ đó là trạng nguyên rồi mà vẫn còn uống được rượu Quán Nghèo sao anh Tư? Nghèo mới tình nghĩa. Đúng rồi, nghèo mới tình mới nghĩa. Giờ sao cạn không? Nào chơi luôn, rồi 100% luôn. Cảm ơn Tư, cảm ơn Hiệu. Dạ rồi, cảm ơn Tư. Uống cho đại huynh, đại huynh ơi, để muốn giữ vẹn thâm tình ngày đứa tiện. Sang ơi của hai thằng bạn nghèo, của hai thằng bạn nghèo đốt rượu dằn dò nhau. Anh Kha ơi, áo mẫu cân đai là biển rộng sông sâu sẽ ngăn cách đôi bờ tình tri kỷ. Đại quân ơi, để xin kính cẩn tay nâng mời tri kỷ. Cảm ơn em. Trời đất ơi, bia tới nữa rồi, hai mình cứ hai hen. Vô. Đại ca ơi, mượn chén rượu ngày xưa cho tròn vẹn thăm tình. Rượu lạc trạng nguyên để chỉ xin gia muốn một mình. Đâu dám rót làm bẩn môi người nghĩa khí. Xin gửi vào đây bằng hương vị của ngày xưa. Cởi áo mão cân đai gửi cho quân hầu cân. Mặc nguyên áo cơ hà để mừng bản tương tri. Chém tương thùng đại quân Hải uống đi. Nhấp chén rượu hôm nay mà nhớ ngày đưa tiền. Nữa hả? Chơi luôn. Dễ gì tha. Hai đem nè. Hảo bằng hữu. Sanh ta ra là cha mẹ nhưng mà hiểu được ta. Chỉ có hiền đệ đây thôi. Đệ ơi, cởi lốp áo trạng nguyên để đã đại ta bằng chung rượu quê nghèo. Chung rượu tiễn đưa chưa phải làm gì men nồng. Xin đa tạ cho nhiều thấm cảm sao tuyến tâm hồn dương động nghĩa ân tri. Thời rượu hôm nay út men tình ngày cũ sao ta nghe vẫn còn hơi hướng trạng nguyên. Rượu đã mất môn ta chỉ xin dám cạn dài chút gió rồi lại quay về chui cuốc bầm càng sâu. Đại ca ơi, rót cho nó đầy đầy lên con Tư ơi, chiến thủ anh em rót. 1, 2, 3, rót. Đại ca ơi còn gì. Em thấy bông là em phái rồi đó. Thấy bông là xuống liền. Dễ gì ta. Đại ca ơi còn gì để dễ nhau nữa không đại ca. Còn chứ. Ta xin tao đệ khoan Tư. Rót anh Tư. Ta xin tao đệ. Ta trao để một nhành bông lúa mới thơm tho. Tha cho lời dặn dò khi được cao sang. Cho quên những kẻ bùng lẫm tay chân nuôi dưỡng nhân sinh. Họ là những người ân. Những lúc người đó đã chịu nhiều kinh bạc của những hạ áo rộng mũ cao ăn trên ngồi trước. Hiền đệ ơi mà bây giờ đệ đã dấn thân vô. Trang trọng nhận trong tay một nhành bông lúa mới thơm tho. Và tâm nguyện giữ tròn lời ký tha. Trong đời đấy chỉ còn hai người thân yêu duy nhất là hiền phụ Quỳnh Nga bằng hữu dừng đèn. Xin chúng ta hãy dành cho ban nhạc một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Cảm ơn Tư. Bạn Hiền rót. Dạ chào sư mẫu của tôi. rừng mây. Đại huynh ơi nhìn mái tóc của đại huynh rối bồng như mây tám hướng. Để nè, càng hãy thẹn cho mình bấy lâu bị ràng buộc bấy nợ canh đai. Trọn đời để sẽ nhớ hoài men rượu hôm nay. Cầm bầu gõ nhịp mà ca bài cảm khai. Hồn cao rộng đại huynh đã vượt ngoài dòng phiền bói để còn lận đận cửu mang chiều anh ở công hầu. Rượu này nồng đến ngày sau hơi men thai hết ngàn câu thâm tình. Không đưa không đưa dạng dẫm trường đình mà nghe thương nhớ, mà nghe thương nhớ hơn núi sông. Dạ cảm ơn. Đó. Cảm ơn chị Hữu Nam. Trời đất ơi anh hiền của tôi. Ok. Dạ anh Tư. Dạ rồi rồi em lên. Rồi rồi em lên em trả micro là cái em xuống liền. Dạ cảm ơn anh. Vâng, xin được cảm ơn giọng hát của nam nghệ sĩ Hoài Dương với những lớp trích đoạn với những bài tân cổ vừa rồi để gửi tặng cho quý vị. Và giờ đây cũng để tiếp nối chương trình theo lời yêu cầu thì xin mời tiếng hát của nghệ sĩ Mỹ Dung bước lên sân khấu. Xin mời chị ạ. Xin trời mời chị nghệ sĩ Mỹ Dung đâu ạ. Dạ, rồi em mời chị. Để tiếp tục chương trình, Mỹ Dung xin ca ba câu giọng cổ nhan đề Nếu Hai Đứa Mình. Và giờ đây cũng để tiếp nối, xin mời tiếng hát của nam nghệ sĩ Võ Văn Tà. Xin mời Văn Tà. Ở trong khi chờ đợi tiếng hát của... Vâng, xin mời nam nghệ sĩ Văn Tà trở về sân khấu ạ. Dạ, và lần đó đầu tiên cho phép em Văn Tà xin chào mấy anh chị có mặt trong buổi họp mặt trưa hôm nay với lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất ạ. Dạ, và cũng để giúp vui trong buổi tiệc hôm nay thì em xin gửi tặng với ba câu vọng cổ trong bài Ký ức hoa đào. Và dạ, xin mời mấy anh chị cùng nghe. Dạ, xin mời anh Tài lên hỗ trợ tiếp em cái đợt ạ. Dạ, xin mời chị Vân ạ. Chị Vân Chị Văn muốn đạt cái gì đó. Từ đất phương Nam tôi nhớ về Hà Nội, nhớ người xưa, nhớ cánh hoa đào. Mười mấy năm xa mà cứ ngỡ mới hôm nào em đó tôi đây. xin cảm ơn những chàng vỗ tay và những anh lòng thân thương ạ. Chào Thanh hả? Dạ rồi, theo lời yêu cầu thì xin mời tiếng hát của anh Đức Tài. Sau Đức Tài thì anh Quy Sang chuẩn bị giùm em nha. Rồi xin mời Đức Tài. Lời đổi đầu tiên Đức Tài xin gửi đến anh chị cô bác đây lời chúc sức khỏe thân thương nhất. Hát cho anh bài vậy. Bạch ơi, anh Bạch ơi, thưa quý vị, bây giờ có một sự kết hợp tuyệt vời. Quý vị từ nãy giờ nghe đơn ca nữ, đơn ca nam, song ca nam nữ. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với phần góp mặt của ba nghệ sĩ. Thưa quý vị, lần đầu tiên trên sân khấu hôm nay sẽ có ba nghệ sĩ xuất hiện. Tôi đố quý vị biết tên gì? Ban nhạc chuẩn bị cho nhạc chào đi lên nha. Lên cái gì tính tiếp nha. Em là Quy Sang có rồi đúng không? Em là một rồi đó, còn hai người nữa phải không? Em là Tài. Em Đức Tài hả? Vậy thì Đức Tài có rồi, mời Quy Sang và Nguyễn Kha nhạc trỗi lên. Đồng xin mời. Nhanh lên, mau lên, lẹ lên. Hai bên con đi đi. Hai em giới thiệu luôn đi. Có gì đâu mắc cỡ. Lớn sân khấu có gì đâu mắc cỡ. Sau đây ba anh em tôi hát một bài hát rất là nổi tiếng. Cách đây cũng 18-20 năm rồi. Giờ hát tại sân khấu Dỗ Tổ này. Một lớp trích đoàn ngắn trong bữa tuồng cải lương. Chiến công thầm lặng. Vỗ tay. Cho lại lên nội. duyên đâu dìu em theo gió. Nhưng con đường dời thăm mẹ lại xa cách muôn nơi đây, mẹ trông mẹ chờ mẹ đợi mà đứa con thơ giờ đây dời dời ở phương nào. Bởi xanh núi con đẹp con dặm dơ dày đổ mà bây giờ em trai này là hát đứng đây còn chưa cho xuống nữa hát phong cách của nam danh ca Châu Thanh và cũng là sư phụ của tôi, hát những cái bài hát rất là hay. Và rồi giờ Cẩm Giang làm luôn hả? Tôi biết mà, nhìn là tôi biết, nhìn cái e tôi biết cái dè liền. Ba câu hả? Ba câu Sự Tích Cây Uyên Ương, Trần Dạ, Cẩm Giang, bởi vì cùng thưởng thức. Không, không ai có thể chiếc ích được chúng tôi. Cẩm Giang từ đây xa cách, khó mong con hay gặp lại. Cẩm Giang nàng ơi, sao trời chia cách đôi ta. Thân thâu ân tình dù chưa Trầm Giang ơi, cho dù mặt đất này sụp đổ tan quang, và dàn những kia tắt liêm đi giữa dòng trời giống bao. Nhưng tình cảm của đôi ta vẫn chôn lòng chung tuy đừng nổi tiếng. Biệt ly cho lòng mạnh tim tan nát, đừng khóc nợ em ơi. Dù biệt giờ đây chúng ta chia tay, mỗi người mỗi ngã, nhưng không bạo lực nào ngăn cách tình yêu đôi ta. Chọn lòng chung tuy thì đừng nói tiếng, biệt ly cho tìm đứt đọt môi tới lòng. Cảm ơn rất nhiều. Vụ án bắn ngu luôn hả? Vụ gì nè? Hồi lỡ là theo cầu của ông anh, bốn đứa em hồi đó vậy bị vụ án bắn ngu có hai người hoặc ba người. Anh là anh ra, anh là vai Quách Dương, em là vai tướng, hai anh em mình tướng cướp. Em đến vai tướng cướp, em vai Thục Quanh nha. Anh gì đóng vai con nha. Con cũng có khúc nha, lên đục cổ. Rồi, hai anh đứng sát vô. Sát vô nha, tí nữa nha. Mày mới về đó hả? Tôi đi làm mới về. Được bao nhiêu? Đây, ông cầm lấy đi. Hai đêm phế lạc mà có bấy nhiêu phải sao? Chứ còn muốn gì nữa? Muốn gì à? Dù sao tôi cũng đã có con với ông mà. Con với tao? Mày tưởng tao không biết? Thì mày về với tao, mày đã có con với thằng Nguyễn Kha rồi hả? Trời ơi, tôi xa lánh tất cả mọi người. Tôi làm đua lệ cho ông, tôi sống với con tôi. Đó là những gì xuất lại trong đời tôi. Ông hiểu chưa? Đang nói chuyện mày đi đâu đó? Tôi vào thăm con tôi. Vào thăm con mày? Con của mày tao đã kêu từ tài xế thả chui sông Sài Gòn rồi. Trời ơi, Mang ơi, ông là quỷ, ông không còn tính người, không còn tính người nữa. Trời ơi, tao là ác quỷ. Phải mà quánh gì mày, tại mày. Trời ơi, trời ơi, sao nỡ giết chết con tôi, miệng sữa còn môi con tội tình gì. Ai nỡ nào cắt ruột lìa đôi. Con của tôi đâu? Con của tôi đâu? Con ơi, con ơi, đời mẹ chỉ có ta không vui là lẽ sống ở trong đời. Mà sao con nỡ bỏ mẹ đi đâu? Con ơi, con ở nơi nào? Hãy trao con tôi lại cho tôi. Anh Dương ơi, em đã không làm tròn bổn phận. Giọt máu của chúng mình, chúng đã cướp mất còn đâu. Nỗi đau đớn dài dò tâm hồn và thế xác. Anh Dương ơi, anh Dương ơi, anh đã bao đêm bao ngày mong ước, anh Dương ơi, anh đang ở đâu? ta sống bên nhau trong hạnh phúc êm đềm. Những ngày đã gây cho mối tình tan vỡ, để tình chung thấy nay đành lỡ lặng. Ôi dân gian bên tai lời ai mang bao thương nhớ, để tan cho em từ nay mình không thấy nhớ. Mưa bên ngoài chẳng rơi lời hay, mưa mắt ai gió sầu phân ly này thiên cố trời cao sao ở đây đó chưa. Ôi cái số phận ác nghiệt đằng cây sao dân mày xuống ai mái đầu xanh, chỉ biết yêu đương mơ bình thường trong mái ấm đơn sơ trong tình yêu gắn bó. Sức yêu mà chưa chưa dòng đánh mạnh biết tăng cùng mày biết gốc cùng mày chấp dưới sò bận khô tôi muốn ngồi đất trong trời cao. Nơi nào cho tình yêu này nở và có nơi nào cho sự độc ác chưa, nhưng mãi mãi nằm yên không trối về bao giờ. Để người yêu nhau bằng trái tim nhớ nghĩa đậm đà, chưa ngơi con mình lại con đau đoàn ly bi thương nhĩ mình ta ôi xót xa ôi đơn đau. Anh ơi anh ở đâu, cầu ai ân cầu thủy chung kiếp này đành lùi hẹn không tăng nhiên sinh hồn đoàn viên quan thiên sao mãi chất nhộng được mắt cạn dòng lòng ta như muối xa kim chăm tới bời. Anh Dương ơi, anh thân ở đâu? Quân ơi, em ở đâu em? Bà con cô bác ơi, có ai thấy cô ca sĩ Tùng Quân hay chị Nhật? Quân ơi! Anh đã bao đêm bao ngày mong ước ta sống bên nhau trong hạnh phúc êm đềm. Những ai đã gây cho mối tình bạc nhớ để tình chúng chúng thôi nói đành lơ là. Em ơi tháng 7 mưa ngâu có cầu thước trên dài ngân hà chức nơ hồi ngô ngâu lan sao một năm dài xa chân. Còn anh nhớ em chỉ bằng giấc mong cốc hận vì ai gây cảnh đắng cay đầy giờ anh xong kiếp đến tôi biết dời đâu khi đường tương lai mình mà tâm tôi mà lội đi dời không có ngày mai vì người ta cướp đi đôi mắt của anh rồi. Wow. Một lần nữa xin cảm ơn em rất nhiều, hát rất là hay. Giống thần tượng sư phụ của tôi. Xin cảm ơn quý vị, xin cảm ơn. Dạ, giờ tôi giới thiệu luôn nha. Tôi giới thiệu ai người đó hát hả? Dạ.